nhiều kìa, phải không? Đó đó. Còn còn đó. Bởi vì em nói đem đi giật lại đi. Giật đi, giật đi. Thôi 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 thôi, thôi giật lại đi. Còn cái ngát hay ca sủ. Chạy kìa, chạy kìa, chạy kìa. Ờ chạy kìa. Lỗ này hay lên nè, coi gì đây. Còn ngát cái ca sủ. Đó, hồi tiếp kìa. Ôi tiếp kìa. Cái sủ rồi, cái sủ rồi. Dạ, Tùng xin chào quý ông bà cô chú, quý anh chị và các bạn. Tùng cảm ơn cả nhà trở lại kênh 66 TV. Nãy giờ Tùng với anh Nghĩa ở trên bè của Duyên Úc luôn cả nhà. Ngồi đây uống nước với ăn mấy cái bánh. Đây là anh Nghĩa mình cả nhà ơi. Hello cho cả nhà. Rồi ngày này thì anh em mình đi giăng lưới rồi có cuốn câu nữa. Hồi sớm thì anh Nghĩa mình cũng có giăng một giác lưới rồi, cũng được mấy cái học trò. Bây giờ hồi nãy chỉ làm gì gọi là mở màn thôi phải không? Khai vị thôi không? Được 7 con cá học trò. Đây là lưới 8 phân, 1 thước 2 thước của anh Nghĩa. Giới thiệu vậy mới lạ anh Nghĩa. Gắt quá, gắt rồi. Đây là mấy cái học trò, Nghĩa mới dính giác lưới đầu. Giờ mình thả thêm một giác lưới cá học trò này nữa nè. Còn hồi chiều thì anh Nghĩa mình có giăng đường câu nữa. Cũng có cuốn câu luôn cả nha, cuốn câu mọi tôm lóng. Anh em mình tới điểm giăng lưới rồi. Mình cũng chạy máy một hồi. Bữa trước mình giăng trên kia thất rồi, nay mình lựa địa điểm khác rồi. Thay đổi tình hình. Bơi tiếp không anh Nghĩa? Khỏi ha. Tính sợ chi tiền hay gì không cho bơi tiếp kìa. Cái ta lưới này giờ còn khoảng nhiêu thước anh Nghĩa? 100 thước ạ. Khoảng 100 thước ha. Lòng tiếng nữa. Chiếu. Anh cũng tiếu vừa thôi ha. Lưới này dạo mấy thước anh nhỉ? 2 thước rưỡi. Rồi. Tay lưới này dài 100 thước, dạo 2 thước rưỡi. Kích cỡ mặt lưới là 8 phân. 1 thước 2 thước. Đây là thông số tay lưới nha cả nhà. Giờ thì anh Nghĩa mình bủa cái anh em mình cuốn xong mình cuốn câu nữa. Nay là câu lưới kết hợp nữa. Nay hên là không đem mấy tay lưới cá sát theo nữa. Có. Có luôn hả? Trời ơi. Có giăng chưa? Ở chân coi luôn hay rồi vậy là đây quá chuyện rồi anh Nghĩa không à, cái một miếng cái một chút vậy đó đủ thứ rồi thì chút xíu nữa chừng nào cuốn anh em mình quay tiếp cho cả nhà xem. Giờ nói chung tay lưới này cũng khoảng chừng nửa tiếng lấy lên, nhanh lắm cũng mình ngâm được nửa tiếng chứ ngâm sớm quá cũng không có, mà lâu quá thì trễ nước. Sau khi anh em mình giăng lưới xong á là bơi xuồng vô trong mé cả nhà. Đây là cái vườn này là đất lở rồi, đây chỉ cây cối đồ bỏ quen hết rồi. Đây có mấy cây còng đêm. Anh em mình thì bơi vào cái mé này có bồi lục bình với lại mấy cây bần nhỏ mình cột vô để mình đợi. Không phải cò mà. Kiếm cò luôn hả? Giờ này anh em mình bơi ra ngoài cái đầu phao. Đầu phao của tay lưới, mình cuốn lưới đó nha. Đợi nãy giờ hơn nửa tiếng à. Đây là cái phao nóc mít màu đỏ của mình. Của anh Nghĩa chứ của mình nào. Mình đầu nào đây. Phải của cô mình hai lại cái kéo phao lên lưới người ta. Hey, cái đó mới ngộ à. Hãy
Bắt đầu lên lưới. Khui hàng. Rồi. Đầu lưới không thấy gì hết à. Rồi, đầu lưới vậy xong rồi. Thắt khu. Đầu lưới có hơn, có là. Nhân què rồi. Giang điểm không. Giang điểm không mà cũng khắc nữa. Mày lòi. Đọc đổi bên. Có bên. Không có cá luôn á. Ngâm nãy giờ không có con nào hết trơn. Nước. Buồn là chi anh ơi. Giang điểm không à, không có cá nữa. Thua luôn. Ồ, hút. Hút dữ vậy. Cuối cùng cũng được con cái rảnh. Thôi rồi. Dính vô mắt. Chỗ này nó hút mạnh dữ ta. Đánh cá khó khăn quá ha. Cực quá ha. Lọt qua tháng 10 cái nhóc à. Cả ở đó, nước lên, nước có lên, có xuống. Làm gì vậy? Hết lưới luôn. Hết luôn. Món con cá dẫn. Trời ơi. Hết biết luôn. Giặt lưới này cái tại của em xui rồi. Xui. Giặt đầu cũng được 7 con cá học trò chứ bọn. Xui quá Tùng bố. Thôi không, em biết thế nào anh cũng nói nên em nói trước. Em tự xử trước. tại không có chứ đổi hồi. Giờ mình cuốn câu chữ hay đợi tiếp. Đợi nữa. Đợi chút ha. Công nhận bên đây cái nhà phao ha. Ừ. Bữa trước thất rồi nè, nghĩa đổi điểm này coi nè. Qua cồn. Qua cồn bắt cá gì anh Nghĩa? Bắt cá cồn. Cá cồn biết rồi mà con mấy con cá gì. Biết đâu à. Sao anh nó bắt cá Việt Nam luôn á, cho nó rộng chút. hổm gài bắt cá sủ đó, nay không biết sao. Rồi cá sủ còn đi. Sủ còn, sủ đực. Sủ đực nhiều. Bắt đầu em câu nha. Đèn cá không nha. Hả? Đèn cá không em chỉnh lại. Được rồi. Đừng nhìn lại đèn được rồi. Ha. Phải nhìn chứ. Nhìn cho cá rồi chơi hả? Rảnh ha. Anh rảnh lắm. Anh lo anh kéo câu à, không lo. Ồ kéo đây khỏe dữ ta. Lo nước xui không. Ủa có lưỡi nào chưa sao thấy vậy? Chưa. Cộng cộng với chờ. Đó. Bắt đầu đó. Vô. Coi lưỡi đầu tiên cái gì đây? Một con tép. Không có gì luôn. Không có con tép nào luôn. Mất tiêu con tép luôn. Bo kìa. Hết mồi luôn. Có tép luôn. Tép không ta? Bên đây chê mồi vậy đó.
bên đây có cá ăn chạy đã lắm, tại vì bãi trống chạy đã lắm. Mặc sức mà chạy ha. Ừ. Chạy. Trời ơi có Út. Đó, biết chưa? Út. Đạp chết. Cái cá lặn nó chạy từ trong bờ luôn. Dễ dễ gì nó chạy ngoài rồi. Đâu á, nó ra ngoài rồi. Anh ghen quá. Giang đây hoài biết. Ê. À, chuẩn bị máy chạy nha. Anh đợi chút xíu đi. Tự nước nó trôi mà. Sao? Thế nào cũng chạy ngoài đó. Gặp anh chạy ngoài liền hả? Ừ. Không có cá luôn trời, nước này kỳ. Mọi bữa giăng đây đâu có phản kèo được. Bữa nay phản nữa hả? phản kèo ghi ghét cái tiền nó mua tép lên nổi. Ừ, cũng cái vụ mà bữa nữa. Không có vậy, bữa nay vậy. Gên nữa. Giăng câu mà nghe gên không sao được trúng cá nổi ha. Không có vậy, nay cái tiền có vậy ha. Nhỏ. Ỏ. Ê, đây, đừng rồi, thấy rồi. Đó, cho anh đổ thừa đi. Chạy ghi kìa. Anh ơi. Đó. Cá ngát quá. Ừ. Đây, có gì đây cả nhà ơi. Cá ngát mới gịch dữ. Bên đây hổm gầy gầy cá ngát nhiều. Rồi, sức rồi. Chơi rồi anh. Sức rồi. Thôi. Ờ còn với cái ác dính mà dễ gì sức anh. Nghe không cái bực đó. Cái sủ còn con nữa. Vậy là khuyến mãi thêm con cá sủ. Ồ, mở hàng con cá sủ trước. Phiên mãi ra cá sủ trước. Con gì đây? Rồi cái sủ mà chạy dữ rồi. Sủ này bự lên hai con lượt ha. Con bên đây cục gạch, con bên kia cục gạch. Hai con kéo co. Lần hai con một lượt. Cá bên đây nó chịu dính lại, nó dính bậy. 150 gram. Con này à. Dạ. Con này có nửa ký, nửa ký đi. Đực không? Ồ. Gì đây? Rồi có cá rồi, tới lạch cá rồi. Lạch ra cá ở đây gì có cá lại có đông khúc. Bữa hổm kéo đây là một dây mười mấy con cái rồi xong đi tuốt luôn nè. Lên con nữa nè. Lạch tại vì nó dính lại, nó dính khúc. Cá này giòn giòn mà con từ ký ký mốt ký hai trở lại nghe rớt lội chứ trời đù. Ồ, con này cũng bự à, chắc ký quá. Đó, con ký nè. Dạ, ông. Chạy. Đó, đó, ơi, à. Ơi. Ừ. Chuyện mấy á. Vô lội à. Ký giữ không? Không rồi. Ký 2. Còn nào chạy nữa không? Cái cá rồi dính khúc lên làm khúc. Con là nhỏ gì gịch nhẹ quá. Cá đại à.
Đó là chạy rồi cả nhà. Ồ, cũng được, được. gịch cũng mạnh. Bữa hổm kéo cái kéo không được lên, nổi phình tuốt trước á. Nổi được phình lên. Trong phiếu nó vô. Con nào nổi là vô à. vô đội. Ồ, con này chạy xa dữ vậy. À, gạch tự nãy giờ mà nó chưa lên tới nữa. À, bự không mà xa vậy. Được. Được, không trọng. Lý có tình à. Vàng khè luôn. Về bữa nay đổ điểm thì quá anh nhỉ. Hổm gà làm đây mà chọn rồi nó vàng rồi. Ôi rồi. Nó vàng hơn mấy con kia dữ thiệt chứ. Hổm gà. Cá sấu vàng. Có con cái bên kia cái nó bự nhiều. Ở bên đây có Út nào lấy trà bá không ta? À, lạch bển cá sủ cái nó nhiều mà nó bự. Bên đây đa số đực nhiều. Hết rồi. Hết ngày chạy rồi. Tự nãy giờ chưa có cái ngát nữa ha. Chưa. Bữa nào bên đây cũng 3-4 con đó. Lọt lỗ sáng sâu. Lọt lỗ sáng không có cá. Trời ơi. Dính con cá sấu. Sấu nhi. Hết chạy rồi. Con mới lên chắc chạy cũng không nghe được đâu. Quá bé à. Bé quá. À, dính cái cá sấu đi dễ rộng hơn cái cá nghe. Cỡ này cái cá ngát rộng dễ chết rồi. À, về bển chạy oxy sáng đi. Không nghe con gì giật hết chứ. Khúc này hết ra đi. Khúc này không ăn đi. Khúc này hôm đó nay cũng có cái tép về cho mấy nhỏ ăn đã luôn. Im luôn rồi con Tùng. Làm khúc chuyện cái rồi xong rồi con Tùng. Em nghe cái đường nghe lọt cá. Hổm gầy dưới cái này khúc cái này cũng có cá vậy. Bữa nay sao chết quá rồi. Im ru quá. Khúc này là cá bự không. Không cá nào nhỏ có cá nhỏ không có nữa, cá bự đâu ra hả. Hết mọi chuyện. Cá Út khúc này chắc dữ lắm cái Út nè. Mời. Ủa bà xa hả. Với dính hồi đời nào sình sỉnh không. cục gạch trôi người tưởng đâu cá gạch chứ. Nghe bực mạnh tưởng con cá không vậy. Đó thiệt con cá thiệt mà. Trời ơi. Dính cái mang. Ê cái Út bên đây bự quá nhỉ. Cá này bự. bữa hổm dính xuống được 2 kg
Chạy dữ ra. Dữ rồi, con này bự nè. Dính 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 còn cái sủ chừng 2 kg, nó dính cái cây gúng á. Trời, nha. Dính kia ngon à. Ừ. Con này bự nè. Lên lên con này đi. Đó. Trời ghê vậy. Cá nhát quá. Rút dữ rồi đó. Cá nhát, cá sủ đây. Chạy thấy hấp dẫn rồi đó, mê. Lên con này mới phê nè. Còn cá nhát hay cá sủ? Chạy kìa. Lỗ này hay lên nè, có gì đây? Còn nhát cá sủ. Ôi tiếp kìa, cá sủ rồi. Cái gì ai phải cái sủ đâu chạy dữ vậy? Không phải rồi. Con gì? Trời ơi, ba xa gì? Ba xa. Trời ơi, tưởng đâu cá sủ. Đó. Tưởng đâu cá sủ gì chạy cái đó im à. Ơi. Ồ, cũng im bự. Ơi làm con ba xa đi. Cái đó gì? Tưởng đâu con cá sủ mày lớn vậy im à. Chạy cỡ đó rồi im à. Có 2 kg à. Rồi, dính được ba xa 2 kg. Cũng vui. Tưởng đâu con cá sủ không chứ. Mạnh dữ hay vậy ha. Trời ơi, bông lọng cá luôn. Ba xa qua cồn nữa trời. Để vô kẻ đó hả? Để xuồng cho nó rộng. Tưởng đâu cá sủ cá ngát vậy không chứ. Khỏe mạnh luôn đó, ông bé gai luôn. Rồi bỏ bỏ. Để em dần lại đặt. Ừ, để đã hả? Em dần lại đây xúc nữa chứ anh. Hết câu rồi. Vậy bỏ dần luôn cái này. Có gì xúc cái bỏ dần lại luôn. Hết câu rồi. Ơi. Con cá nó dính mà gàn lên mặt nước mà mới chạy trời. Con bự chứ đâu phải nhỏ đâu mà. Hết nó hết khâu rồi nè. Rồi. Hai gì nhập một. Xe gì nhịp kìa, phải không? Đó còn đó. Bởi vì em nói đem đi giật lại đi. Giật đi. Thôi giật đi. Giật đi ba xa được. Em tự lại lấy đi, anh kêu ung rồi ha. Trời ơi phóng nhanh nè. Không có giật lại dở lên là phóng xanh nữa đó. Hết câu hả? Anh nói hết câu hả? Ê bước hụt. Sống bước hụt. Sống đánh. Tưởng đâu cá ngát cái gì. Ba xa. Ba xa đâu qua cồn này chứ. Đâu lạ vậy. Không ngờ tới à. Ừ. Thường thường ba xa đâu qua đấy. Ờ trời ơi. Cái phèn. Hết câu nghe chạy bực con cá phèn sao trời. Đâu nhỏ vậy. Cá phèn vàng nín. Hết biết cái lỗ này sâu. Để ý lỗ này đưa lưới xuống kéo chắc chết. Trời ơi dồn câu một đống luôn phịch. Dồn câu nhiều lắm đấy. Cái kéo câu không kịp. Ồ, thâm lược ba đường ha. Ừ. Khỏe, lẹ. Mau hết. Dồn câu lúc mà kéo họ không kịp nè. Xa con.
như vậy là cái cá mẹ nó dẫn bậy đi. Rồi sáng mai có được việc làm phao lâu một chút à? Về sáng mua hủ tiếu dụ vợ. Còn mấy lưỡi cuối coi còn cái sủ nào nữa hết, nó hết đâu nè, lên neo nè. Ủa rồi con cá nãy chạy đi đâu à? Không lấy cá phèn. Rồi sao? Rồi xong mắt tiêu cái đây đèn luôn hả? Không thấy. Đó kìa. Không chết rồi. Tắt luôn hả? Chạy quá không, chạy. Mà nó chạy xong mà tới kế bên mà nó còn chạy là không phải cá ngủ rồi. Ừ. cái lúc lên tim lên tim lại tôi nghĩ lại cái cá sấu á. À đúng rồi, cái lúc lên tim thì cá sấu. Lên tim xong mà nó chạy nữa, nó rồi. Ủa, xong. Không, nó không phải. Phao rồi ép mớp luôn hả? Giờ mình đi cuốn cá xác hả? À. Đi cuốn cá xác. Còn cả lưới cá xác nữa nha cả nhà. Đi anh nghĩa là vậy đó, 3-4 môn phối hợp lần thác mốt, này mốt là đi thế vận hội được nha anh nghĩa. Thác này còn kia ha. Nay còn phân nửa mồi không ta, để coi thử. Kiếm mớ mồi về cho mấy lính nhà chứ còn được, còn mồi được 1/3. Trời ơi, gom lại một đống cá luôn rồi. Đó. Ôi trời ơi, đống cá gom lại như đống lúa vậy đó. À, mấy giờ? 11:50. Canh giờ mai cuốn. Không, bây giờ nó đúng ra là 23:51. Rồi, là đây lậm chừng 9,5 kg cá sét được rồi. Cỡ này meo lắm. Meo à? Meo. Meo thì thôi 8,5 kg được rồi. Ồ, cá giò gột nè. Lậm thêm vài con cá giò nữa nè. Đâu rồi, tay lứ mình vợ nằm hướng nào không biết. Bây giờ thì anh nghĩ mình cuốn mấy khúc lưới cá sát này về luôn á, xong rồi. Ruộng đi quay. Hả? Ruộng đi về nghỉ ngơi quay. Ruộng ha. Ruộng. Tụng hỏi rồi là anh nghĩ hết lưới rồi đó. Chỉ còn cái lưới cá sát là cuối cùng của ngày hôm nay. À ruộng lưới đi về để sớm cho ông nghỉ ngơi rồi. Còn tôi sáng đi biết quen rồi. Anh cuốn lẹ đi chứ để anh cuốn mà trễ là thành qua ngày mới luôn á. Ừ. Giờ này là 23:50 50+ rồi đó. Không kịp rồi. Vậy là bây giờ làm qua ngày luôn nè. Qua rồi. Đi con chút là thành 2 ngày luôn rồi nè. lâu cuốn lưới trên nó trắng lưới một bữa kìa. Hả không, ngày lâu quá. Lưới mấy không Tùng? Dạ, giờ hỏi này căng à. Của anh thì 4 phân nhưng mà giờ có thước hay thước không biết. Lưới thước. Rồi này tầm 3 thước. Hả? Có cá sát. Đợt con một quá.
đó đó. Đó trời gắt quá à. Lưới cũ à. Năm nào cũng vậy, vô mùa nước lại lưới cũ à. Thôi rồi quá chừng bọn này. Bọn này thôi lùi. Hết biết rồi. Mấy con à. Đó. Cá cái này ít lắm, không có nhiều. Cá không nhiều mà gặp lưới hước nữa. 4-5 con gì. Anh được mấy khúc vậy? 3 khúc. Một hết một khúc rồi đó. Quan trọng là trên chú bảy á. À. Trên đó điểm gục mà. Địa điểm chính là trên. Xong một đoạn lưới rồi. Này mình còn 2 đoạn vậy nữa. Này mới dính được 5-6 con gì. Quan trọng là trên á. Ồ, đây im ru ha. Không biết cá anh cân hay là anh bán lẻ anh kìa. Cân không à. Năm nay mấy nhỏ quậy quá. Không có bán lẻ. Bữa nào nhiều quá bán. Một con cá học trò con. Cái Linh học trò. Linh hả? Cái Linh. Linh Bành Kỳ. Quá xá đen rồi. Xác. Hồi ôi nó đen. Hồi ôi bận luôn. Trời ơi nó đen gì mà cá nhìn không thấy luôn. Không thấy cá. Hết biết. Nó đen. Lai gai à, không nhiều. Mấy con. Đó. Đó. Cái cá vụ đen này nè. Bở bở. Đó. Đó. Đó đi ơi. Đó. Làm chùm. Ôi ơi, cái mày đỡ nè, đó. Vô lên đồng đồng người ta mới thấy, để em thôi biết em thôi lùi rồi, không thấy. Bởi hổm chụp vô nè, chụp vô cái xác nè, vừa dính ngạnh đây luôn nè. Cũng lưới đen nè, đâu thấy cá đâu. Rồi, mắc tiêu rồi, làm chùm vậy đó. Thầu rồi quá, hóp đen rồi. Cái này mới lấy bằng chải anh ta sạc ra. Anh nè. Ừ. Lấy bằng chải sạc trò luôn dữ nữa. Hết biết luôn. Còn mấy anh thảy vô cái phi đi cái anh bỏ chừng 1 ký xà bông vô đó. Hồi cái mình lấy đã. Ra à, trắng. À, có xanh kỳ nè. À, có xanh kỳ nữa nha. Tùm lum cá luôn. Kỳ. Đây xanh kỳ. Nãy có thấy cá sát nữa, hoặc có lưới đen nè. Đóng bận đen gì nè. À, nước đục này lưới mau đen lắm. Giăng xuống chừng chút đen. À, về đường nào? Về đường lên đây bồi luôn á. Đó, khúc này nè, khúc này mới gây cắn nè. Quên nữa, chú bảy này sức cá thì đau cho cá ăn đâu rồi. Rồi xong luôn. Nước bữa này nó đục lại nè.
anh em mình hy vọng vào cái thuốc lưới này nhiều nhất nè. À, mấy bữa trước thì ở đây chú Bảy mình cá còn đang cho ăn, thì cá sát sinh kỳ nó tới gần cái bè này nè, nó kiếm ăn thừa này kia thì mình dễ dính hơn. Bữa nay tình hình là chú Bảy mình đang xuất cá đó, rồi cắt mồi không có cho ăn nên quên, không biết sao đây. Quên rồi, chắc hát khu là đúng chỗ nhưng mà sai thời điểm nha anh Nghĩa. Ừ. Một con gì đó xanh kỳ à? chưa sai quên. Đúng rồi hả? Đúng không quên. Ê, vậy là còn có lý. Đúng hướng. Ôi, có lý có tình. Có lý, có tiền. Ê, mà hình như ở đây không có bị bận nhiều anh nhỉ. Ừ. Ở quái rồi. Đâu có cho ăn đâu mà nó có cá, ừ, có ấy nhiều. Nó đạp rồi, vô rồi. Con cá nói chuyện với mấy con chó nó thức hệ, nó phát hiện rồi nó sủa rồi. Con cá nó quấn vô rồi. Chỗ này ít bị bận là do mấy bữa nay chú Bảy không cho ăn nè. Cái cá điêu hồng nó không có mồi nên nó không có đi phân ra nhiều nên không có đóng. Ít đóng hơn. Lưới thấy trắng à, rõ ràng luôn, nhìn thấy cá rõ ràng luôn. Xét bự không à. Rồi, anh đâu có tí chưa rồi. Làm chùm với cái rồi đó. Ok. Cái gì quẩn á, con cá gì á. Mới thấy quẩn ngay chỗ lưới anh luôn. Cá út. Đó. Chùm. Có lý. Rồi xong. Đó. Lên tới cái đuôi luôn. Ôi rồi, cũng ngon. Em tỷ lệ dính cao hơn cái hai đoạn kia ha. Ừ. Vậy là đúng chỗ mà cũng còn kịp thời điểm anh Nghĩa ơi, chứ không đỡ nào chảy. Ngày mai là chú Bảy xuất cá hết là mai là chưa chắc nghe. Giang nữa ha. Chá chỗ đâu nữa vậy. Có nhiều à? Có nhiều đây à, giang tới giang lưu hoài á. Rồi thì bây giờ đã xong buổi đi thăm câu lưới của anh Nghĩa mình rồi. Điểm lại thành quả hôm nay cả nhà. Đây là phần cá câu với lại văn lưới các học trò. Chắc sau thì các lưới học trò anh em mình văn hết. Đây là cá sủ nè, được cả gần chục con à. Có bự có nhỏ mà được nhiều. Học trò thì được 7 con lúc đầu. Ngoài này thì được mấy con cá út với lại mấy con cá rảnh. Mình được cá ba sa trong đục nữa. Với cá phèn trong đống này. Còn đống lưới này thì mình được chừng độ chừng mấy ký anh nhỉ? Chừng 3 kg gì? 3 kg hả? Ừ. Cá sát xanh kỳ thì gom là khoảng 3 kg nữa. Rồi, cá chút. Cá chút kiếm tiền nuôi mấy đứa nhỏ. Anh nghĩ giờ thì mấy đứa con còn nhỏ nè, nên cũng cực khổ. Vài năm nữa tụi nó lớn cái có gì mần phụ được chút đỉnh. À, mốt vài năm nữa khiêu phao câu tiếp anh nghĩa. sắm cho đơn hàng thằng chiếc xuồng đóng lưới. Được rồi thì bây giờ đã xong buổi đi săn bắt của anh Nghĩa mình rồi cả nhà. Tùng kết thúc video đây nha. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video hôm nay. Tùng và anh Nghĩa xin hẹn gặp lại cả nhà mình vào những video tiếp theo. Bye bye cả nhà.